nhập cũng không có bao nhiêu hết. À, sau đó thì Diệm cũng bắt đầu là mình nghĩ là bây giờ mình muốn gia tăng thêm thu nhập, nên lúc đó là Diệm cũng đi tìm kiếm cái cơ hội kinh doanh. Sau đó mình cũng kinh doanh online. Kinh doanh online thì kinh doanh gì bán thêm những cái mỹ phẩm đó. À, sau khi mình vừa đi làm, mình vừa kinh doanh thì các anh chị biết rồi, Diễm kinh doanh nhưng mà mình không có kiến thức gì hết. Mình thấy người ta bảo rằng kinh doanh online dạo này được lắm, thế là mình cũng bắt chước ha. Mình chỉ mua sản phẩm về rồi mình nhập về rồi mình đăng lên các trang mạng xã hội mình bán thôi, nhưng cuối cùng cũng không có hiệu quả. Không hiệu quả các anh chị, à, thu nhập của mình nó cũng chỉ đâu đó là tầm khoảng là 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu một tháng thôi. Các anh chị à, và tới một cái thời điểm mà mình gọi là mình chịu hết nổi rồi. Mình thấy là bây giờ ba mẹ của mình mỗi ngày càng lớn tuổi hơn, nên là thành ra cái tốc độ thành công của mình nó phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ của mình. Cũng như là anh chị nào có con cái thì cái tốc độ thành công của mình nó phải nhanh hơn tốc độ gọi là trưởng thành của con cái của mình. Vì cái động lực đó. Vì cái động lực không chỉ vì mình mà vì người thân của mình, nên là Diệm đã đưa ra mình một quyết định là mình phải đi tìm kiếm con đường nào để mình làm giàu thôi. Không biết là có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây, các anh chị nào ở đây mình đã đưa ra quyết định này không ạ? Anh chị nào ở đây mình đưa ra quyết định này thì có thể comment tôi không hiểu được không ạ? Xưa ấy chị chịu hết nổi rồi, có nghĩa là coi như là mình đi làm thuê rồi mình cũng làm đủ thứ hết rồi các chị. Thành ra lúc đấy mình mới đưa ra cho mình quyết định là bây giờ mình phải đi làm giàu. Mình phải tìm kiếm một cái con đường nào đó để giúp cho mình và gia đình của mình có thể thay đổi được cuộc sống. Và lúc đó chị mới ngồi suy nghĩ, vậy thì giờ người giàu họ làm gì ta? Có bao giờ các chị suy nghĩ điều này không ạ? À? Lúc đó ha, mình lên Google mình search, đúng không? Sau đó mình lên Facebook mình search, sau đó mình lên YouTube mình tìm kiếm. Nhưng mà mình vẫn không có tìm kiếm con đường nào trơn. Lúc đó chị mới ngồi suy nghĩ, người giàu kinh doanh. Kinh doanh thì giờ mình cũng không không có kiến thức để kinh doanh, mình cũng không có vốn để kinh doanh. Người giàu họ đầu tư. Đầu tư thì giờ có tiền đâu mà đầu tư, cũng chả kiến thức gì để đầu tư. Cái gì mới mê qua mê lại mới thấy họ làm bất động sản, thấy nhiều người làm bất động sản giàu lắm. Thế mình cũng bắt đầu mình xin sếp cho em nghỉ việc và chuyện dịm chuyển qua làm bên bất động sản làm môi giới, chứ không cũng có tiền đầu tư luôn các chị. Sau đó làm một năm trời làm bên bất động sản thì sao ạ? À, một năm luôn thu nhập của mình cũng chỉ có mười mấy triệu thôi, cho thuê được có một căn nhà. À, và coi như là 4 năm đi làm thuê, thêm một năm vừa làm môi giới bất động sản vừa kinh doanh online thêm năm mấy nữa, là hết 5 năm mấy rồi các chị. Đến lúc mà có nghĩa là mình nghe ai bảo rằng là à, cái này có thể giúp cho mình thay đổi cuộc sống các thứ, thì cũng đã đi, vừa mình đi học tập nè, mình đi phát triển bản thân nè, mình làm đủ ngành nghề hết, nhưng vẫn chưa tìm ra được cái con đường nào hết. Được mà. Và cho đến coi cái chị biết rằng là có khi khi mà mình chạy xe ngoài đường và mình ngước mặt lên hỏi ông trời, hỏi ông trời ơi, bây giờ là con cũng hai mươi mấy tuổi, thì lúc đó là Diễm cũng tầm khoảng 26 27 tuổi, mình bảo rằng là bây giờ này ông có việc gì chỉ có cầu cứu ông trời thôi, đó là ông trời phải giúp giúp cho tôi có thể thành công trước tuổi 30. Khi mà tôi thành công trước tuổi 30 á, thì tôi sẽ nhận một cái sứ mệnh, đó là sẽ lan tỏa đúng không? Cùng giúp đỡ cho nhiều anh chị khác, cũng có thể là có được cái cuộc sống thành công, nhiều có khỏe mạnh hạnh phúc, có nghĩa là mình nhận sứ mệnh. Và vậy mà bảo với ông trời rằng mà ông trời mà không giúp cho tôi là tôi không có nhận sứ mệnh đó. Tại sao mình, tôi thấy mình cũng ăn hở hiền lành đúng không? Mình cũng có tốt bụng các thứ mà sao mình cái cuộc sống của mình nó không có được cái sự thành công về tài chính, cầu cứu ông trời. Và rất là tuyệt vời các anh chị, đó là sau khi một khoảng thời gian mình cầu cứu ông trời rồi cầu nguyện cũng đủ thứ hết, thì Diễm đã gặp được là môi trường câu lạc bộ Chúng Ta Hóa Vàng. Và khi mà Diễm gặp được môi trường câu lạc bộ Chúng Ta Hóa Vàng các anh chị, và những cái video đầu tiên mà Diễm xem được là từ người thầy của mình, đó là doanh nhân Trịnh Quốc Huy. Đó là cái video về 6 quy luật của vũ trụ. Coi như mình vừa vô cái là mình học được 6 luật vũ trụ luôn. Rồi cái chị biết rằng là khi mà Diễm học được cái 6 luật vũ trụ này, mình vỡ òa luôn anh chị. Mình vỡ òa trong cái niềm hạnh phúc, đó là mình biết được rằng là lý do vì sao mình ăn ở cũng rất là hiền lành rồi, mình cũng làm từ thiện rồi, mình cũng giúp đỡ nhiều người rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có cuộc sống tự do về tài chính.
À, nếu gì đó nó có gì mới hiểu nghe chị, hiểu được lý do ấy nhỉ. Và khi mà mình hiểu được lý do thì mình biết được là vậy thì mình cần phải có cái lộ trình như thế nào nha, để giúp cho mình có thể đạt được cái cuộc sống tự do về tài chính, đạt được những cái mục tiêu mình đặt ra. Tại vì hồi xưa là Diễm chỉ có biết về luật nhân quả thôi, không biết là có bao nhiêu số ca chị đã mình biết luật nhân quả. À, các chị comment tôi ạ. Luật nhân quả thì bảo rằng là mình cứ làm điều tốt thì mình sẽ thu hút những điều tốt, đúng không ạ? Nhưng mà lúc đó Diễm nói với các anh chị là lúc đó là mình có nhiều tiền mình cũng đi từ thiện này kia hết trơn luôn, sống cực tốt rồi đó. Chỉ có một cái không biết làm sao mình thấy mình chưa tự do tài chính thôi. À, cho đến khi các chị, và cho đến khi Diễm biết được sáu luật vũ trụ này thì trời ơi, Diễm nói các anh chị giống như mình từ một cái đường hầm và mình thấy được một cái tia sáng. Mình thấy một cái tia sáng và mình biết rằng là đây là cái con đường để giúp cho mình thay đổi cuộc sống. À, và lúc đó là Diệp đã chọn môi trường của câu lạc bộ Chào Tạo Hóa Vàng. À, lúc đó Diệp cảm nhận được cái tâm của cái người thầy của mình chia sẻ với anh chị là một cái người cực kỳ có tâm luôn. Cực kỳ có tâm. Và Diệp biết rằng là khi mà một cái người mà có tâm, đúng không, thì họ mới dẫn dắt mình trên cái con đường đúng đắn được. Nên là Diệp đã lựa chọn câu lạc bộ Chào Tạo Hóa Vàng. Không biết là các anh chị lựa chọn vì điều gì, nhưng mà riêng Diễm đó là Diễm lựa chọn bởi vì cái người lãnh đạo mình cảm thấy rằng là có một cái tâm, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà giàu có nha, nếu mà giàu có nhiều tiền nhưng mà mình cảm nhận cái nguồn năng lượng mà không có năng lượng thiện lành đó, thì Diễm cũng sẽ không chọn đâu. Hai các anh chị, bởi vì á là trước đó thì Diễm đã tìm hiểu cũng khá là nhiều về những cái về cái việc mà luật nhân quả, đúng không ạ? À, sống thiện lành thì mình sẽ thu hút được những cái điều thiện lành đó. Nên là mình biết được rằng là nếu như mà mình đi chung với những cái người mà tâm của họ mà không sáng nữa, à, thì tối ngày họ thu hút những điều không tốt đẹp thôi, mà mình đi chung thì mình cũng chả có cái điều gì tốt đẹp, chả kết quả gì tốt đẹp. À, nên là đầu tiên là Diễm lựa chọn, đó là lựa chọn về cái tâm trước. Và Diễm thấy rằng là người thầy của mình là doanh nhân Trịnh Quốc Huy, đúng không ạ? Là một người chia sẻ rất có tâm luôn, mà mình cảm thấy mình có một cái điểm chung. Nên là thành ra Diệp đã quyết định đó là mình sẽ đồng hành cùng với lại câu lạc bộ Chạm Tay Hoa Vàng, đúng không ạ? Để mà mình có thể, Diệp đã quyết định mà mình trở thành triệu phú trước tuổi 30, trở thành triệu phú tức trước tuổi 30 cái gì ha. Và lúc đó thì Diệp nói với anh chị rằng là câu lạc bộ tổ chức cái chương trình gì Diệp đều tham gia hết, Thân Tâm Trí hay là Doanh Nhân Chạm Tay Hoa Vàng hay những cái chương trình offline của câu lạc bộ tổ chức cái gì Diệp tham gia hết nghe chị. Bởi vì lúc đó Diễm học được một cái tư duy của ông Jack Ma. Ông ấy bảo rằng là khi mà mình chơi với lại 5 triệu phú thì mình sẽ trở thành triệu phú thứ 6. Khi mình chơi với lại 5 người thành công thì mình trở thành cái người thành công thứ 6. Lúc đó khi mà chưa gặp môi trường câu lạc bộ thì Diễm có tự hỏi mình rằng giờ xung quanh mình, bạn bè mình giống mình không? Có ai thành công đâu mà chơi? Có anh chị nào giống Diễm hồi xưa không ạ? À? Xung quanh mình, bạn mình thu nhập có nhiều đứa còn thấp hơn mình nữa thì giờ không biết người thành công đâu mà chơi. Các chị hai Diệp rất là khao khát luôn đó, là làm sao để mình có thể có được những mối quan hệ chất lượng thì rất là tuyệt vời khi mà Diệp gặp được môi trường câu lạc bộ. Trời ơi, Diệp vô các chị Diệp thấy trời ơi, ta đi du lịch như đi chợ. Diệp nghe doanh nhân Triệu Quốc Huy bảo rằng là có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây ra quyết định mỗi tháng mình đi du lịch một quốc gia trên thế giới, comment tôi. Lúc đó mình run lắm, mình comment tôi mình run lắm các chị, không biết cái đường nào mà đi, tại vì trước khi vào câu lạc bộ là Diễm chưa đi máy bay luôn. Dạ chưa biết cái máy bay là cái gì, cái chị có là ở vòng vòng xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, quê Diễm thì ở miền Trung, là quê Diễm ở Quảng Ngãi nha. À, mình về quê là mình chỉ đi xe đò thôi chứ còn chưa biết cái máy bay là cái gì. Nên thành ra lúc mà doanh nhân Trịnh Quốc Huy bảo rằng là anh chị nào đó định du lịch vòng quanh thế giới mỗi tháng một nước, mình comment tôi mình run quá trời run, mình không biết là làm sao để làm được luôn. Hai okay, cái chị ha, thì sau 5 năm, sau 5 năm đồng hành cùng với lại câu lạc bộ, đúng không ạ, thì Diệp đã có một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục. Có thể là nhờ bên đây trước có thể mở giúp Diệp một số những hình ảnh được không ạ? Bây giờ cái điều đầu tiên á các chị, đó là Diệp đã được đi máy bay rồi các chị ạ. Mình đã được đi máy bay đó. Trước khi vào câu lạc bộ thì chưa biết máy bay là gì. À, sau khi vào câu lạc bộ, đây
Các anh chị thấy là hồi xưa không ạ? Trời ơi, văn phòng đây, đi làm nè, vừa đi làm vừa kinh doanh online, bán mỹ phẩm, cái gì cũng bán. Không, nào là bán mỹ phẩm, nào là bán bảo hiểm nhân thọ, bán hết. Nhưng mà sao à, làm nhiều cũng hết nhiều, không có dư gì hết trơn trọi. Và sau nhờ bên đây chất xuống luôn những cái hình ảnh sau khi đạt được mục tiêu luôn ha. Là trước khi vào câu lạc bộ nha, đó nhà của Diễm hồi xưa nó về đây, và sau khi vào câu lạc bộ đúng không ạ, Diễm đã thấu hiểu được những quy luật vũ trụ đồng hành rèn luyện cùng trong cái môi trường câu lạc bộ các anh chị. Thì đầu tiên là về sức khỏe của mình, các anh chị ở bên tay phải là các anh chị nhìn cái một cái cô gái nhìn cái tướng là biết không biết tập thể dục rồi, chỉ biết ngồi thôi chứ không biết tập thể dục đâu các anh chị. Và bên đây đó là sau khi mà mình biết cách ăn đúng uống đủ vận động hợp lý, mình có một cái tinh thần lạc quan tích cực, yêu đời yêu thương biết ơn, thì bắt đầu là cái sức khỏe của Diễm đã được thay đổi, cái vóc dáng của mình bắt đầu người ta gọi là có form ra rồi. Bây giờ là số đo 3 vòng của Diễm cũng ngon lành cành đào lắm các chị. Đó là về cái vấn đề sức khỏe đúng không, và đặc biệt là sức khỏe của Diễm rất là năng lượng, rất là khỏe mạnh hai các chị ha. Và cái ước mơ của Diễm đã được thực hiện, đó là có thể là cho ba mẹ của mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Và đây là cái ước mơ mà mình đã rất là mong muốn các chị, mà hồi trước đó mình không có thực hiện được. Diệp đã cho ba mẹ của mình đi ở những các nước châu Á, đi Sing, đi Malay, đi Nhật Bản, và sắp tới thì sẽ còn có rất là nhiều những cái chuyến du lịch khác nữa. Anh chị đây, cuộc sống 5 năm sau khi đồng hành cùng câu lạc bộ ha, rèn luyện, đó là Diệp đã sở hữu, Diệp đã tặng được cho ba mẹ của mình một cái căn biệt thự. Diệp đã tặng được cho ba của mình một cái chiếc ô tô, đúng mà, và Diệp cũng đã sở hữu cho mình thêm một cái chiếc BMW dạng thể thao hai các anh chị. Và một cái điều đặc biệt đó là Diệp đã trở thành một cái cô gái có khá là nhiều những cái giá trị, tại vì trên cái hành trình mà mình đạt được những cái mục tiêu các anh chị, trên cái hành trình đó thì mình đã tốt nghiệp rất là nhiều những cái bài học, mình đã hoàn thiện chính bản thân của mình rất là nhiều. Nên là Diệm đã biết được rất là nhiều những cái công thức, để cái công thức đã giúp mình thay đổi như thế nào, và Diệm đã chia sẻ lại trong hơn 5 năm qua để giúp hơn cho 10 người anh chị từ cái con đường thành công của mình thôi. Diệm rút ra những cái công thức thành công đúng không ạ, và hơn 5 năm qua Diệm đã chia sẻ hơn cho 10 người anh chị đã thay đổi cuộc sống, trở nên thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn hai các anh chị ha. Rồi, và tất nhiên đó là Diệm đã được đi máy bay các chị ạ. Được đi máy bay, vậy đã bắt đầu có những chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Đây là visa Mỹ của mình ha. Phía dưới đây đó là những cái tấm hình mà Diễm đi du lịch vòng quanh thế giới. Đây là các anh chị nhớ hồi nãy Diễm nói với anh chị Diễm ra quyết định ha. Đây là khi mà năm 2018 nè, Diễm ra quyết định nè. Nhờ bên trước phóng to lên cho các anh chị nhìn xíu ha. Nên Diễm ra các anh chị mục tiêu quan trọng lắm. Tối tối ngày hôm nay anh chị nào mà đã thiết lập mục tiêu thì sẽ chỉ cho các anh chị để ứng dụng 6 luật vũ trụ như nào giúp cho mình đạt được nha. Các anh chị đọc nè, Diễm ra quyết định nè. Các anh chị thấy không ạ? Tháng 3 năm 2018. Là bây giờ là năm 2024. 2018, 19, 21, 23, 24. 5 năm. Mình ra quyết định là sao ạ? Đó là tôi trở thành triệu phú. Là cái quyết định thứ nhất. Tiếp theo, đúng không? Đó là sau khi mà tôi thành công rồi thì tôi sẽ chia sẻ lại cái kinh nghiệm thành công, đúng không, cho mọi người, cũng như là đây là những cái đất nước mà tôi muốn bước chân tới. Đó là đi New York, đi xem World Cup và đi châu Âu. Đây, mới bước chân vào câu lạc bộ luôn mà dám ráo định vậy đó, kinh khủng chưa? Ráo định thành triệu phú ghê gớm thiệt. Mình ráo định xong mà mình còn bị quýu nữa các chị. Huống chi ai. Cái chị nha, và đây là cái tấm hình sau đúng không ạ, sau khi mà Diễm tham gia đồng hành cùng câu lạc bộ thì Diễm cũng đã thực hiện những ước mơ của mình ha. Hiện tại thì Diễm tổng tổng tài sản của mình cũng đã trên 1 triệu rồi các anh chị, trên 1 triệu đô. Và Diễm cũng đã tới New York, Diễm cũng đã đi xem World Cup, và mình cũng đã tới một số đất nước ở châu Âu thực hiện được hết. Nói chung là châu Âu, châu Á hay là châu Mỹ gì thì Diễm cũng đã đều đến bước chân đến hết rồi. Diễm đã đến tầm khoảng 20 mấy nước trên thế giới rồi. Đây là ở Pháp này các anh chị. Và rất là nhiều nước nữa mà. Cuối cùng cũng đã được đi máy bay. Không biết là có anh chị nào ở đây mình chưa đi máy bay bao giờ không ạ? Chưa đi máy bay bao giờ, comment số 1 ạ. Anh chị nào chưa đi máy bay bao giờ là giống Diễm hồi xưa đó. Trước khi vào câu lạc bộ Diễm chưa biết đi máy bay là gì.
Không sao cả, không sao cả. Ok, hai cái chị ha. À, và đó là một số, đây là những cái chuyến du lịch của Diễm sau khi mình đã có được có cái sự tự do tài chính hoàn toàn rồi. Cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều ạ. À, vì thời gian có hạn nên thành ra là Diễm chỉ chia sẻ cho các anh chị rồi một câu chuyện bản thân sơ qua thôi, để mà mình có thể là làm quen với các anh chị, để cho các anh chị thấy rằng là nếu mà anh chị nào ở đây hiện tại, các anh chị đang mong muốn, mục tiêu của các anh chị đó là có cuộc sống tự do về tài chính. Các anh chị mong muốn là mình khỏe mạnh, mình hạnh phúc, đúng không? Hạnh phúc ngay trong cái phút giây hiện tại này chứ không cần đâu xa xôi á. Thì trong buổi tối ngày hôm nay Diệm sẽ hướng dẫn cho các anh chị con đường, bởi vì Diệm đã làm được rồi. Diệm đã từng là một cái người không có gì trơn, không tài chính, không sức khỏe, không mối quan hệ, không có niềm vui, đúng không? Không niềm vui cũng không hạnh phúc luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì Diệm đã vừa có được hết tất cả mọi điều mình ao ước, đó là sự thành công, sự thịnh vượng, khỏe mạnh, hạnh phúc, niềm vui, cái sự yêu thương và biết ơn trong cuộc sống cho các anh chị nha. Nên là buổi tối ngày hôm nay sẽ là một tối cực kỳ trọn vẹn để giúp cho các anh chị chúng ta, đầu tiên là ứng dụng cho năm 2024, làm sao để các anh chị có thể ứng dụng 6 luật vũ trụ để mà các anh chị đạt mục tiêu cho năm 2024 hai các anh chị ha. Ok, vậy thì bây giờ Diễm sẽ bắt đầu chia sẻ cho các anh chị, đúng không ạ? Chia sẻ từ cái câu chuyện thật của Diễm thôi, đúng không? Đi trên cái câu chuyện thật của mình, đúng không? Cái bài chia sẻ hay nhất là cái bài chia sẻ dựa trên cái câu chuyện cuộc đời của mình. Vậy thì các anh chị, các anh chị biết rằng là khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì Diễm được người thầy của mình chia sẻ với Diễm như này. Nên là khi mà mình sống ở vũ trụ này thì mình đi đâu nó cũng có những cái quy luật và quy định, ở đâu cũng có quy luật quy định trơn. Khi mà bạn bước, bạn đi qua nhà một cái người bạn của mình chơi thì nhà bạn của mình cũng có những cái quy định, chẳng hạn như dép để đâu, áo khoác để đâu, xe để đâu, đúng không ạ? Mình mang dép vô nhà người ta luôn thì người ta sẽ như thế nào các chị? Các chị comment giúp Diễm ạ. Giờ nhà nhà của người ta là dép để ngoài mà mình không biết, mình mang vô nhà người ta mình chơi, mình đi xẹp 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 xẹp, thì nếu mà các anh chị là chủ nhà thì mình có vui không ạ? À? Không ưa nha, không ưa là lần sau là không có mời khách tới nữa đó ạ. Hoặc là bây giờ mình làm việc ở một cái công ty mà công ty quy định giờ làm việc 8 giờ mà 9 giờ mình tới thì chuyện gì xảy ra? Mà tất nhiên là công ty cũng có những cái quy luật và quy định. Câu nói rất hay đó là nhập gia phải tùy tục. Và khi mà mình nhập gia mình tùy tục thì mình sẽ có cuộc sống rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Hoặc là khi mà mình tham gia giao thông mà mình không hiểu luật gì hết mà mình đi đại thì mình có an toàn không ạ các anh chị? À, tất nhiên là không an toàn rồi. Có thể là mình sẽ không an toàn. Vậy thì để mà tham gia giao thông mà mình đi an toàn thì mình còn phải hiểu và tuân thủ theo luật giao thông. Các chị ha. Vậy thì dù nói với chị rằng là cái cuộc sống của mình đang sống trên vũ trụ này, cái vũ trụ này là theo các anh chị thì vũ trụ này có những cái quy luật hay là quy định gì không? Có không cái gì? Nếu mà không có thì Diễm nghĩ rằng là cái cuộc sống của chúng ta nó không có tuyệt vời là như ngày hôm nay, đúng không ạ? Chắc chắn là có. Và bắt đầu khi mà Diễm biết được cái điều này, khi mà người thầy của mình hỏi mình, đúng không ạ? Và Diễm bắt đầu là mình hiểu được rằng là, nhưng mà lúc đó Diễm không có biết rằng là ở vũ trụ này có những quy luật gì. Vậy thì họ okay, cái chị có biết luật trong cuộc sống này chưa? Bây giờ tham gia giao thông thì mình phải học luật, giờ tới công ty mình phải học luật, qua nhà bạn mình cũng phải biết luật. Thì giờ mình đang sống cuộc sống này, các chị biết luật chưa? Nếu mà anh chị nào mà biết luật thì dễ lắm, anh chị nào mà mình hiểu luật phải không, là các anh chị thấy là bây giờ mình đang rất là tự do về tài chính, các anh chị đang cực kỳ khỏe mạnh và gia đình của mình cực kỳ hạnh phúc luôn. Còn nếu mà bây giờ, còn nếu mà mình chưa có biết luật á, đây là dấu hiệu nè. Các anh chị thấy mình đó, lúc nào mình cũng không có hài lòng, lúc nào mình cũng không có vui, mình cũng không có hạnh phúc, đúng không? Mình không có vui về tài chính, về sức khỏe, những cái mối quan hệ của mình không được hòa hợp. Là các anh chị biết rằng là hình như là đang tham gia giao thông nhưng mà chưa học luật, nên là thành ra đôi khi cuộc sống của mình nó không có được lưu thông, đúng mà nó không được an toàn. Là các anh chị cứ tưởng tượng là
mình đang đi trên một cái dòng sông mà cái chiếc thuyền của mình đó nghe chị, nó đi ngược theo dòng sông thì chuyện gì xảy ra? Thuyền của mình mà đi ngược theo cái dòng chảy của nước á, thì các anh chị biết rằng là mình sẽ chèo rất là vất vả, mình chèo chăm chỉ vất vả mà mình thấy rằng là nó không đi tới đâu hết trơn. Y chang như một số anh chị nào mà các anh chị nói rằng là trời ơi, các anh chị làm việc cực kỳ chăm chỉ luôn, cực kỳ cần mẫn, cực kỳ vất vả từ sáng đến đêm, từ đêm tới sáng, nhưng mà mình nhìn lại cuộc sống của mình thì mình vẫn thấy rằng là cũng không thấy tiền đâu. Đấy, cái chịu lý do vì sao mà có nghĩa là mình đã đi bị ngược theo dòng chảy, hoặc là các anh chị bơi mà bơi bị lệch ra dòng chảy rồi, các anh chị đã đi lệch ra khỏi cái dòng chảy của cái sự thịnh vượng vũ trụ rồi anh chị. Và khi mà mình đi lệch ra vào ra cái dòng chảy của sự thịnh vượng thì các anh chị thấy rằng là làm việc cực kỳ chăm chỉ, cần mẫn, vất vả, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy tiền đâu. Hoặc là sao ạ? Mình làm có một cái khoảng thời điểm thì mình có rất nhiều tiền, nhưng mà rồi một khoảng thời gian sau thì thấy họ lại lại thấy là sao à, ôi sao tiền của mình lại đi đâu hết. Có nghĩa là khi mà các anh chị đi thuận theo dòng chảy thì các anh chị có tiền, mà các anh chị đi lệch một cái là rồi xong xuôi, không còn gì luôn. Nên là tại sao á, có rất là nhiều anh chị là người ta gọi là lên voi xuống chó. Các chị nghe câu này chưa ạ? Nó không vậy đó, có nghĩa là cái lúc đó thì thấy họ rất là giàu có đúng không, nhưng mà có lúc là không có tiền để ăn luôn nha các anh chị nha. Đó là bởi vì sao à? Bởi vì là mình đã đi lệch ra dòng chảy của vũ trụ, dòng chảy của sự thịnh vượng rồi. Có thể là mình đã làm không có đúng những cái quy luật quy định nào đó, nên là thành ra là cái điều đó nó mới xảy ra nha anh chị. À, khi mà Diễm biết cái điều này á, bắt đầu Diễm nó cực kỳ nghiêm túc mà mình học về những quy luật vũ trụ và mình ứng dụng những quy luật vũ trụ. Thực sự thì để mà có thành công của Diễm ngày hôm nay, Diễm rất là biết ơn là người thầy của mình đó là doanh nhân Trịnh Quốc Huy. Là cái chàng một cái người thầy cực kỳ có tâm luôn, vừa có tâm vừa có tài. Đã ra giúp đỡ không những Diễm cho rất nhiều anh chị thay đổi cuộc sống. Mà Diễm cũng rất là biết ơn các anh chị trưởng nhóm câu lạc bộ. Nhờ các anh chị trưởng nhóm đúng không ạ? Hỗ trợ dìu dắt nên là mới có cái Diễm như ngày hôm nay. À, các anh chị nha. Vậy thì á, Diệp sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái sự hiểu biết của mình cũng như những cái gì mà Diệp đã ứng dụng thật sự để giúp cho các anh chị cũng thể thay đổi được cái cuộc sống giống Diệp, các anh chị. À, vậy thì Diệp sẽ chia sẻ với các anh chị ha. Bao nhiêu số các anh chị đây rất là nôn nóng để muốn tìm hiểu về những quy luật vũ trụ đó ạ. Các chị comment tôi ạ. Diệp bảo đảm với các anh chị nha, khi mà các anh chị hiểu về những quy luật vũ trụ và từ đây về sau chỉ cần là các anh chị sống thuận theo những cái quy luật của vũ trụ, sống thuận theo, chỉ cần là sao ạ, à? Cái dòng chảy như thế nào mình chỉ cần đi xuôi theo dòng chảy thôi, là sống thuận theo những quy luật của vũ trụ, thì từ đây về sau các anh chị sẽ rất là dư dả, rất là thịnh vượng, cực kỳ khỏe mạnh và vô cùng hạnh phúc. Và không phải là chỉ là một thời gian ngắn đâu, không phải là chỉ là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay là 5 năm sau đó là một chuyện gì đó xảy ra và mình không giữ được những cái tài sản của mình, không phải là như vậy. À, làm sao khi mà các anh chị hiểu được những quy luật vũ trụ rồi thì các anh chị sẽ biết cái cách để thành công nối tiếp thành công, để tài sản nối tiếp thêm nhiều tài sản, để sức khỏe của mình ngày càng khỏe hơn đúng không ạ, để những mối quan hệ của mình ngày càng hạnh phúc hơn đấy chị nha. Cái điều mà Diễm hướng tới đó là làm sao để giúp cho các anh chị thành công và có khỏe mạnh hạnh phúc liên tục nối tiếp nhau, chứ không phải lúc có lúc không. À, vậy thì cái quy luật đầu tiên chị mà mình cần phải biết và nắm được để các anh chị có thể ứng dụng đạt được mục tiêu trong năm 2024 ha. Quy luật đầu tiên đó là quy luật trong ngoài. Các chị biết rằng là trong cái vũ trụ chúng ta là được hình thành từ 4 yếu tố, đó là đất, nước, lửa và gió. Và vũ trụ thì quyền năng vô hạn đúng không? Ở cái cơ thể con người của mình các anh chị cũng được hình thành từ 4 yếu tố. À, đó là xương cốt của mình là đất, hơi thở của mình là gió, đúng không ạ? Máu huyết trong người của mình là nước, và nhiệt độ trong cơ thể của mình là lửa. Nên là mỗi anh chị ở đây, chúng ta đều là một cái vũ trụ thu nhỏ. Chính cái cơ thể này của mình là một cái vũ trụ các anh chị, một cái vũ trụ thu nhỏ. À, và cái cơ thể này của các anh chị nó có đầy đủ mọi quyền năng,
để giúp cho các anh chị đạt được những cái điều mà các anh chị mong muốn. Đầu tiên mình phải hiểu, thấu hiểu được cái điều này cái đã. Chính các anh chị là một cái vũ trụ thu nhỏ đúng không ạ? Và mình có đầy đủ mọi quyền năng các anh chị nha. Vậy thì cái quy luật trong ngoài, cái định nghĩa nó như này, có nghĩa là cái gì có bên trong thì có bên ngoài. Thế giới bên trong hình thành nên thế giới bên ngoài. Năm 2024 này các anh chị đã đặt ra cho mình những mục tiêu chưa ạ? Anh chị nào ở đây mà các anh chị đã có mục tiêu năm 2024 thì các anh chị comment số 2 giúp Diễm ạ. Anh chị nào chưa có mục tiêu năm 2024 thì các anh chị comment số 3. Anh chị nào chưa có ha, hồi trưa này thì các anh chị được hướng dẫn đúng không ạ, để thiết lập rồi. Anh chị nào chưa có thì các anh chị phải dành cho mình một khoảng thời gian để các anh chị thiết lập. Anh chị nào có rồi thì như này, những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra cho mình trong năm 2024, những ví dụ nha, nếu mục tiêu về tài chính, mục tiêu về tài chính các anh chị đặt ra mục tiêu là sao ạ, đó là năm nay các anh chị mong muốn là mình gia tăng cái thu nhập thụ động của mình lên là 100 triệu một tháng. Ví dụ thôi. Hoặc là 200 triệu một tháng. Tại vì bây giờ mình sẽ áp cái quy luật trong ngoài vô như nào. Quy luật trong ngoài ngoài bảo rằng là thế giới bên trong nó sẽ hình thành nên thế giới bên ngoài. Vậy thì mình mới đặt ra mục tiêu là mình có 100 triệu được mà lợi nhuận một tháng. Đó là mình mới ghi ra thôi. Vậy thì để mà cái 100 triệu này nè các anh chị, nó xuất hiện ra ngoài cuộc sống của mình, cuộc sống của mình ở bên ngoài đúng không ạ, thì mình cần phải có bên trong trước. Có bên trong đúng không ạ? Vậy thì các anh chị cần phải cài đặt. Chẳng hạn như thu nhập của mình mỗi tháng bây giờ mình chỉ là khoảng 30 triệu, mà các anh chị đang mong muốn là 100 triệu. À, các anh chị mới viết xuống thôi thì cái 100 triệu này nó chưa có nằm ở bên trong cái tiềm thức của mình. Thế giới bên trong của mình là tiềm thức của mình. Nhiệm vụ của các anh chị đó là làm sao để bên trong của mình phải có được 100 triệu, phải tin tưởng rằng chính mình có thể có được cái mức thu nhập 100 triệu này thì thế giới bên ngoài nó mới xuất hiện. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì đây? Đây là những cái hành động các anh chị cần phải làm ha. Thứ nhất, cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là các anh chị cần phải cài đặt những cái mục tiêu của các anh chị vào bên trong cái thế giới bên trong của mình, đó là tiềm thức. Mình sẽ cài đặt bằng cái cách nào? Các anh chị sẽ quy đổi những cái mục tiêu của mình ra thành hình ảnh, ra thành hình ảnh nha, hình ảnh. Sau đó các anh chị mỗi ngày, tại vì các anh chị biết rằng là có một cái công cụ để giúp cho các anh chị có thể cài đặt lại cho mình cái niềm tin, đó là cái thông qua cái công cụ lặp đi lặp lại ha. Nên là mỗi ngày các anh chị cần phải hình dung tưởng tượng và mình sống như thể là mình đã đạt được cái mục tiêu đó rồi, lặp đi lặp lại càng nhiều càng tốt. Mà mỗi ngày phải rất là kỷ luật về điều này. Ngày hôm nay Diễm chỉ các anh chị rất kỹ nha. Mỗi ngày ít nhất là 2 lần đúng không ạ? Tối trước khi đi ngủ và sáng ngay sau khi thức dậy. Ha, các anh chị cần phải hình dung tưởng tượng lặp đi lặp lại và sống như thể là mình đã đạt được mục tiêu rồi. Các anh chị hình dung tới cái cảnh là khi mà các anh chị đã có cái mức là lợi nhuận là 100 triệu một tháng. Là lúc đó mình vui vẻ hạnh phúc như nào? Cái cảm xúc của mình ra làm sao? Mình ăn mừng với ai? Và cái người đó chúc mừng mình như thế nào? Sau đó cái hành động đầu tiên khi mình sở hữu số tiền đó, mình sẽ làm cái gì? Có thể là mình sẽ đi ăn mừng, có thể là mình sẽ dẫn con của mình, mình sẽ sắm cho con của mình một bộ đồ mới, hoặc là các anh chị có thể là mình báo hiếu được cho cha mẹ của mình một cái hành động nào đó. Và cái bức tranh này các anh chị cần phải lặp đi lặp lại cho đến khi nó vào thành cái thế giới bên trong của mình. Luật trong trong ngoài là như vậy đó các anh chị. Thế giới bên trong thì nó mới hình thành nên thế giới bên ngoài được, chứ không phải là thế giới bên ngoài hình thành nên thế giới bên trong đâu ạ. Hồi xưa Diễm không có biết điều này các chị. Hồi xưa mình cứ tưởng đâu á là Diễm đặt ra cho mình một cái mục tiêu, rồi sau đó là sao ạ, mình đổi hết hết việc này tới việc kia. Mình nghĩ rằng là sao ạ, à công việc kia lương cao hơn, thế là mình nhảy qua công việc kia mình làm.
cái làm thời gian cái mình thấy ủa sao tiền của mình không học của học thấy đâu nhà, sao có mình nhảy qua công việc khác mình làm, và cuối cùng là sao à, vẫn không có tiền. Cho đến khi Diễm biết được rằng đó là mình chỉ mới thay đổi ở cái bên ngoài thôi, ở gốc rễ đúng không, thì nó mới tạo nên hoa trái. Chỉ khi mà mình thay đổi từ bên trong đúng không, thì bên ngoài của mình mới thay đổi được anh chị. Đó là cái bước thứ nhất đúng không ạ. Bước thứ hai, đây là chúng ta đang cài đặt cái mục tiêu vào vào thế giới bên trong ha. Bước thứ hai thì các anh chị cần phải biết rằng là những cái gì mà mình nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với lại cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng. Nên là để mình đạt được cái mục tiêu là 100 triệu đúng không ạ, nó sẽ nó bằng với lại cái tư duy của mình, nó phải bằng, nó có phải mình phải có cái tư duy của những cái người họ đang có thu mức thu nhập là 100 triệu cộng với lại cái giá trị mình trao đi cộng đồng, mình phải cống hiến rồi cái giá trị mình trao đi cộng đồng nó phải bằng 100 triệu thì mình sẽ có được cái mức thu nhập đó. Vậy thì việc của mình là cần phải nâng cao cái tư duy của mình lên, nâng cao cái tư duy của mình lên, nâng cao, cài đặt thêm cho mình những cái niềm tin của người thành công và giàu có. Mình phải phát triển bản thân của mình lên, nâng cao tư duy của mình lên. Cái cách để có cái con đường mà ngắn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để giúp cho các anh chị có thể đạt được cái mục tiêu đó là học theo người thành công và thành công luôn. Mà nên là các anh chị quan sát xem là ai họ đã đạt được cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn rồi. Đúng mà xem là họ có những cái suy nghĩ gì, họ có những cái tư duy gì, họ có những cái niềm tin gì, họ có những cái cảm xúc gì, họ đang làm cái gì. Việc của mình đó là mình chỉ cần học từ cái tư duy của họ đến cái hành động nữa, mà đến cái kết quả là các anh chị sẽ đạt được y chang kết quả họ mong muốn luôn nha các anh chị nha. Đó là về cái phần là chúng ta phát triển cái tư duy của mình, cộng với lại chúng ta cần phải, khi mà các anh chị phát triển tư duy đúng không, mình gia tăng giá trị bản thân của mình, thì mình phải ý thức được cái việc là mình phải hành động một cách mạnh mẽ hơn. Hành động là hành động cái gì ạ? Đó là mình cần phải trao cái giá trị cho thị trường nhiều hơn bằng những cái sản phẩm với dịch vụ của mình. Chứ không phải là mình nghĩ rằng là à, thế giới bên trong hình thành nên thế giới bên ngoài, nên là việc của mình là mình chỉ nằm mình tưởng tượng thôi, mình không làm gì hết nha các anh chị. Nếu mà mình chỉ nằm tưởng tượng thôi, mình không làm gì hết thì nó vẫn chưa đủ. Nó chưa đủ đâu các anh chị, nó chỉ là một một cái yếu tố thôi. Đây là Diệp đang chỉ cho các anh chị rất kỹ nha, để mà các anh chị có thể đạt được những mục tiêu mà các anh chị đặt ra trong năm 2024. Một quy luật của vũ trụ đó, cái bên trong nó mới hình thành ra cái bên ngoài được. Nên là thành ra Diệp nói các anh chị là khi mà Diệp tham gia vào vào môi trường câu lạc bộ thì Diệp đã được rèn luyện cho mình, cài đặt lại cho mình tất cả những cái suy nghĩ, những cái tư duy của người thành công và giàu có. Khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ một thời gian thì các anh chị sẽ được rèn luyện cái điều này. Các anh chị ha, đó là quy luật đầu tiên. Thế giới bên trong nó sẽ hình thành nên thế giới bên ngoài. Vậy ví dụ thêm cái nữa cho các anh chị dễ hiểu ha. Ví dụ các anh chị. Ví dụ như bên ngoài các anh chị mong muốn sở hữu một ngôi nhà đi. Bên ngoài mình muốn sở hữu một ngôi nhà. Vậy thì á, cái ngôi nhà đó nó cần phải có ở bên trong tâm trí của mình trước. Các chị nên nhớ rằng là mọi sự vật sự việc sẽ diễn ra hai lần. Lần thứ nhất là ở bên trong đầu của mình, và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Trong cuốn sách luật hấp dẫn á, nó bảo như này nè các chị. Đó là ở trong cái cuộc sống của chúng ta thì có một cái gọi là một cái định luật bảo toàn năng lượng. Có nghĩa là không có gì tự sinh ra, cũng không có gì tự mất đi, mà sau nó sẽ liên tục được tiếp nối, liên tục được chuyển hóa. Vậy thì những cái suy nghĩ của mình các anh chị, khi mà các anh chị cho đi ra ngoài vũ trụ á, nó cũng không có mất đi các anh chị. Mà những cái suy nghĩ của các anh chị khi mình cho ra ngoài vũ trụ thì nó sẽ được chuyển hóa đúng không ạ, ra ngoài cuộc sống thực tại của chúng ta. Các anh chị ha. Nên là đầu tiên là vì sao mình phải làm những cái bước mà Diễm hướng dẫn đó. Đó là để mà các anh chị có thể cài đặt được cái bức tranh vào bên trong cái tâm trí của mình. Và mỗi ngày tại sao mình còn phải hình dung tưởng tượng và sống như thế này đã đạt được rồi. Đó là mỗi ngày mình đang cho đi những cái suy nghĩ đó ra ngoài vũ trụ. Đã cho đi một cách rất là kỷ luật, đã rất là nhất quán và cực kỳ đều đặn. Và những cái gì mà các anh chị cho đi ra ngoài vũ trụ đúng không ạ, thì những cái điều đó nó sẽ được tiếp nối thành những cái sự kiện, những cái hoàn cảnh
là những cái kết quả đến với cuộc đời của mình. Có bao giờ số các anh chị rõ cái điều này chia sẻ với chị comment tôi giúp Diễm ạ. Vậy thì á, từ đây về sau bất kỳ các anh chị đặt ra cho mình một cái mục tiêu nào ha, bất kỳ mục tiêu nào cũng được, việc của các anh chị đó là mình phải hiểu rằng là để mà mình có được những cái điều này ở phía bên ngoài thì mình cần phải xây dựng cho mình ở ở cái thế giới bên trong trước, bằng cách đó là các anh chị sẽ hình dung tưởng tượng và sống như thể mình đã đạt được cái kết quả mà các anh chị mong muốn rồi. Và mỗi ngày mình phải ý thức được cái việc đó, mình phải nâng cao cái tư duy bên trong của mình lên, mình phát triển bản thân của mình lên, cộng với lại cái giá trị mà mình trao đi cộng đồng, mình phải cần phải cống hiến nữa không ạ, trao giá trị cộng đồng nhiều hơn nha các anh chị nha. Đó là quy luật thứ nhất. Quy luật thứ hai trong 6 luật vũ trụ đó là quy luật tập trung, quy luật tập trung các anh chị. Quy luật tập trung thì cái định nghĩa của nó đó là khi mà mình tập trung vào điều gì thì điều đó nó sẽ mở rộng. Tập trung cái gì, cái đó mở rộng. Ví dụ nghe chị, ví dụ nha, chẳng hạn như là mỗi buổi sáng đúng không ạ, dịp với các anh chị trước khi ra đường mình đặt cho mình một cái mục tiêu, mục tiêu là trong ngày hôm nay mình sẽ đếm xem là trong ngày hôm nay khi ra đường mình sẽ gặp được bao nhiêu chiếc xe Mercedes đúng không ạ, và có bao nhiêu trong số các anh chị nếu như buổi sáng mình đặt ra mục tiêu này thì sau kết thúc một ngày mình sẽ đếm được chính xác là mình sẽ gặp được bao nhiêu chiếc xe Mercedes ạ. Anh chị nào đếm được anh chị comment tôi giúp Diễm ạ. Vậy thì kết thúc một ngày Diễm hỏi các anh chị nè. Ngày hôm nay các anh chị gặp được bao nhiêu chiếc xe Audi? Thì các anh chị có biết không ạ? Không biết. Thì mình đang tập trung mình kiếm chiếc Mercedes mà. Giờ hỏi Audi sao biết? Mặc dù sao ạ, trong ngày hôm đó Diễm bảo đảm với các anh chị có rất nhiều chiếc Audi chạy ngang qua người mình, chạy ngang qua cuộc đời của mình. Nhưng mà bởi vì mình không có tìm kiếm, mình không có tập trung nên mình không có nhìn thấy. Đúng không ạ? Dạ, vậy thì nó cũng giống như vậy đó các anh chị. Trong cuộc sống của các anh chị mỗi ngày có rất là nhiều những cái cơ hội, những cái nguồn lực để giúp cho mình có thể có cuộc sống thành công và giàu có. Nhưng mà bởi vì mình đang tập trung tìm kiếm cái điều gì mà chỉ thấy điều đó thôi. Là nếu như mỗi ngày mình mở mắt ra mà mình chỉ bảo rằng là sao ạ, rồi ôi hôm nay lại gặp điều này, lại gặp cái kia, hôm nay lại không đủ tiền đúng không ạ, hôm nay tiền bạc các thứ, con cái các thứ, gia đình các thứ, mà mình chỉ tập trung vào những điều mình không có thôi, rồi mình than phiền, mình không vui, không có hạnh phúc. Mà nếu như mình tập trung vào những cái vấn đề thì các anh chị sẽ toàn thấy những cái vấn đề thôi, và mình sẽ toàn thu hút những cái vấn đề thôi. Chỉ khi mà các anh chị tập trung vào cái điều mà các anh chị mong muốn thì mình mới đạt được những cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Đây là quy luật tập trung của vũ trụ. Cái gì mà các anh chị tập trung thì cái đó mình sẽ thu hút về. Vậy thì á, để mà năm 2024 này các anh chị có thể đạt những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra thì chúng ta cần phải thay đổi cho mình cái thói quen là thay vì là như mọi năm mình hay tập trung vào trời ơi không biết năm nay thị trường kinh tế làm sao đúng không ạ, các thứ đó ạ, thì các anh chị phải chuyển đổi sự tập trung của mình vào cái việc mục tiêu của mình, tập trung vào kết quả thôi. Các anh chị ghi Diễm đi ạ, là tập trung vào kết quả. Khi mà các anh chị tập trung vào kết quả thì các anh chị sẽ thu hút đúng không ạ, những cái kết quả mà các anh chị mong muốn đến với cuộc đời của mình. Hồi Diễm kể các anh chị nghe cái chuyện này rất là vui. Nên là lúc đó Diễm nhớ Diễm đang đi làm. Mình đang đi làm các anh chị. Mà trên cái đoạn đường đó là Diễm đi 2 năm trời rồi. Mà mình đi làm cứ mình chỉ biết từ nhà mình tới công ty mình đi làm thôi, mình chả để ý xem những cái hàng quán ở trên cái đường nó bán cái gì đâu. Một hôm tự dưng hôm đó xe của Diễm là chạy không có được.
cái đang đứng giữa đường. Lúc đó mình mới suy nghĩ là ô mình muốn kiếm một cái tiệm tiệm xe, tiệm sửa xe. Cái lúc đó mình chả biết luôn đó, ô mình chạy đường này hai ba năm trời chả để ý cái gì. Nhiều cái lúc đó mình mới bắt đầu tập trung tìm kiếm. Khi mà Diễm bắt đầu tập trung tìm kiếm thì một cái điều mà làm cho Diễm rất là bất ngờ cái gì, và khiến cho mình có được những cái bài học rất là sâu sắc. Đó là khi mình tập trung tìm kiếm á, thì mình mới bắt đầu nhìn và mình thấy rằng là ôi sao cái đoạn đường này nó có nhiều tiệm bán, phải gọi là sửa xe thế nhỉ, mà tại sao mình đi ở đây 2 năm nay rồi mình không để ý, không thấy. Có bao giờ anh chị nào mình đã từng trải nghiệm ở điều này không ạ? Có nghĩa là cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại khu đó không biết bao nhiêu lần nhưng mình không biết, cho đến khi mình tập trung tìm kiếm thì mình mới thấy. Lúc đó một cái bài học mà mình đã giác ngộ ra, mình đã giác ngộ ra cái gì, đó là sự thật là những cái điều mà mình mong muốn nó đã nằm xung quanh mình hết rồi. Nhưng mà chỉ khi mình tập trung, mình tìm kiếm nó, đúng không ạ, thì mình sẽ có nó. Nó nằm xung quanh hết, nhưng mà quan trọng là mình phải có sự tập trung để mình thu hút nó về. Bây giờ các anh chị rõ điều này comment tôi giúp Diễm ạ. Điều này rất là quan trọng. Cái bộ não của mình nó có khả năng là nó bóp méo sự vật sự việc nữa. Chẳng hạn như các anh chị thấy á, là nếu mà các anh chị tối ngày cứ tập trung vào vấn đề thì đôi khi những cái điều tốt đẹp nó xảy đến. À, mình vẫn không thấy đó là điều tốt đẹp đâu các anh chị. Mình bóp méo cả sự vật sự việc luôn. Chẳng hạn ví dụ như anh chị nào mà ở đây mà hay bảo rằng là hay sợ ma rồi đó, không, cái mỗi lần thấy cái gì mà sẹt 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 ngang qua cái là bắt đầu là tự tưởng tượng đúng không ạ, rồi cái bộ não mình rất là hay đó. Khi mà các anh chị tập trung cái gì là nó bóp méo mọi thứ, bóp méo mọi thứ luôn để cho các anh chị đúng với lại cái niềm tin của mình nha các anh chị nha. Nên nên ha, đây là cái bí kíp nè Diễm chỉ cho các anh chị hôm nay. Anh chị nào may mắn có mặt trong buổi Zoom này nha, trong năm 2024 đó, mà đây là bí kíp giúp cho các anh chị đạt rất nhanh mục tiêu của mình. Các anh chị đã có mục tiêu đúng không ạ, các anh chị đã quy đổi thành hình ảnh đúng không ạ, mình dán ở khắp tất cả mọi nơi của mình, là mình sẽ quy đổi ra thành hình ảnh nha, mục tiêu. Sau đó các anh chị làm thành một bản tầm nhìn quy đổi ra hình ảnh, và mỗi ngày khi mà các anh chị làm việc đúng không ạ, hay làm một cái hành động nào đó, thì các anh chị hãy luôn nhớ giúp Diễm bà, chúng ta sẽ luôn luôn tập trung vào kết quả mà các anh chị mong muốn thôi, tập trung vào kết quả thôi. Mình chả biết rằng là à mình đang gặp chưa thuận lợi chỗ nào hay đang sao đâu. Việc của các anh chị đó là luôn luôn mình nói với lại cái tiềm thức của mình đúng không ạ? Đó là các anh chị sẽ đạt được kết quả mình mong muốn. Không biết bằng cách nào, mình chỉ biết rằng là mình phải đạt được kết quả mình mong muốn, và chỉ duy nhất một con đường thôi. Cái gì tập trung cái đó mở rộng nữa các anh chị. Khi mà các anh chị tập trung kết quả thì các anh chị sẽ có kết quả. Còn mà các anh chị đi tập trung đi tìm kiếm cách á, thì có rất nhiều cách lắm nhưng mà mình sẽ không đạt được kết quả. Thêm một cái ví dụ để các anh chị hiểu được cái điều này. Diễm nhớ là lúc đó Diễm đang ngồi chơi. À, cái mình có một cái người bạn tới, lúc đó Diễm còn đang ngồi làm ở văn phòng á. Cái có người bạn tới hỏi bạn ơi, Diễm ơi, hỏi sao? Diễm cho mình mượn cây kim đi. Xong Diễm mới bảo rằng là tớ không có kim. Tớ không có cây kim nào ở đây hết á. Cây kim á các anh chị không biết là các anh chị gọi là cái gì nha. Cây kim mà may đồ đó. Sau đó mà mình thấy bạn mình cứ đi lui cui hết cả 1 2 tiếng đồng hồ, cứ đi kiếm cái gì á. Xong cái Diễm mới hỏi ủa chứ bạn kiếm gì, bạn làm gì? Nó kiếm kim hả, kiếm kim làm gì? Tớ bị một cái dầm, tớ có một cái dầm nó xước vào tay, tớ muốn lấy ra, tớ dùng kim để tớ lấy ra. À, sau đó Diễm mới bảo rằng như này, giờ tớ không có kim nhưng mà tớ có một cái công cụ để giúp cho bạn có thể lấy được cái dầm ra, nó là cây nhíp. Cái nhíp đó các anh chị. À, tại sao lúc đầu bạn tới bạn không nói rằng là kết quả bạn mong muốn là lấy cái dầm ra đi, là tớ đã giúp cho bạn rồi. À, tự dưng cái đi tìm cách làm gì, đi tìm cách mà cái cách của mình á, à, cái cách mà giới hạn của mình thôi. À, và cuối cùng là tốn thời gian, tốn công sức. Mai mốt là muốn cái gì lại đây, nói kết quả bạn muốn là cái gì. Thì sao ạ? À? Sẽ ra cái cách của mình đó các anh chị, nó chỉ là một hai cách mà mình biết thôi các anh chị ha. Nhưng mà ở ngoài kia khi mà các anh chị giống như đặt hàng vũ trụ cũng vậy, các anh chị đừng có ép vũ trụ là phải làm một cách này cần phải suy nghĩ cách làm sao đủ mà để mà mình đạt được cái điều này. Đừng suy nghĩ cách, việc của các anh chị là tập trung vào kết quả thôi. Hãy nói cho vũ trụ biết rằng là đây là kết quả tôi muốn nè,
còn cái con đường nào, cái công cụ nào, các thứ thì dần dần rồi mà nó sẽ xuất hiện và giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu nha các anh chị nha. Đây là cái bài học cực kỳ quan trọng luôn, tập trung vào kết quả thôi, và cái gì mà các anh chị tập trung cái đó mở rộng. Khi mà các anh chị tập trung vào thành công thì những cái thành công của các anh chị sẽ được nối tiếp và mở rộng, là quy luật của vũ trụ đó. Còn khi mà các anh chị tập trung vào vấn đề thì những cái vấn đề của các anh chị nó sẽ được mở rộng, được hấp dẫn, là những gì giống nhau hút nhau, cái chị tập trung gì các anh chị hút cái đó thôi. Nên á, khi mà Diễm hiểu được cái quy luật này của vũ trụ anh chị, Diễm đã nghiệm lại trong cuộc sống của mình và Diễm thấy rằng là Diễm hiểu được lý do vì sao. Và lý do vì sao trước đây mình sống rất thiện lành, mình ăn ở cũng hiền lành lắm, nhưng mà mình vẫn chưa cuộc sống tự do về tài chính, thành công về tài chính. Đó là bởi vì thứ nhất, đó là Diễm đã bên trong của Diễm nó không có bất kỳ một cái tư duy, một cái niềm tin nào của người thành công và giàu có hết. Có nghĩa bên trong của mình chưa có, bên trong của mình lúc nào mình cũng không có tin là mình có thể làm được hết trơn. Là bên trong họ mình tin họ không làm được, làm sao bên ngoài làm được. À, mỗi lần mình nhìn nhìn những cái người giàu có mình nói rằng là trời ơi, chứ người này giỏi, gia đình người ta giàu các thứ luôn à, thành ra còn mình đó, thì mình không giỏi làm sao mình làm được. Một một bên đó là mình khao khát giàu có, nhưng bên trong của mình á thì nó không có những điều đó, nó không có tin rằng nó có thể làm được. Nên khi mà Diễm hiểu được quy luật trong ngoài thì Diễm đã bắt đầu quay vào bên trong nghe anh chị, để sao à, xây dựng cái thế giới bên trong của mình, xây dựng cái thế giới bên trong của mình có được những điều mình mong muốn, mình xây dựng cho mình những cái niềm tin, những cái tư duy đó, của những cái người thành công và giàu có nghe chị ha. Đó là bên trong. Và khi mà Diễm hiểu về cái quy luật tập trung thì Diễm đã biết được rằng là hồi trước đây mình đã tập trung không có đúng, và trước đây là mình toàn tập trung vào vấn đề thôi, mình toàn tập trung là sao ạ, tôi không có đủ tốt, tôi không có đủ giỏi, tôi không có biết cái này, tôi không biết cái kia, tôi không biết cái nọ, nên thành ra làm sao mà tôi làm được. Mình toàn tập trung những điều mình không có thôi, và mình đi tìm cách các thứ, và cuối cùng nó là Diễm không có đạt được mục tiêu. Cho đến khi mà mình hiểu được cái quy luật tập trung của vũ trụ, mình tập trung đúng, gọi là tập trung đúng vào cái kết quả mình mong muốn, tập trung vào những cái suy nghĩ tích cực, nhưng mà những cái lời nói tích cực, những cái hành động tích cực thì mình mới có thể tạo ra cái kết quả tốt đẹp được. À, nên là năm 2024 này ha, chúng ta sẽ cùng nhau các anh chị chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp thôi, để mà các anh chị có thể thu hút những cái điều tốt đẹp. À, tập trung vào cái kết quả các anh chị mong muốn để mình thu hút được kết quả, đúng không ạ? Bây có bao nhiêu số các anh chị mình rõ phần này, các anh chị mình tôi giúp chị ạ. Và năng lượng nó sẽ chảy đến nơi có sự tập trung các anh chị nha, năng lượng nó sẽ chạy đến nơi có sự tập trung. Khi mà các anh chị tập trung ở đâu thì năng lượng nó sẽ đi đến đó. Và năng lượng là tiền đó, năng lượng nó bằng với ngân lượng. Khi mà các anh chị tập trung vào vấn đề thì năng lượng của các anh chị nó sẽ đi đến vấn đề, rồi sau đó nó quay cuồng ở đó, và cuối cùng mình hết năng lượng chỉ về ngủ thôi. Có bao nhiêu số các anh chị đã từng là mình bị quay cuồng vào vấn đề đúng không ạ, sau đó mình không có miếng năng lượng nào, các anh chị comment tôi ạ. À, hỏi thiệt, cứ quay cuồng xong rồi cái mình thấy cuối cùng là chưa có kết quả mà mình đã không còn năng lượng, năng lượng của mình nó chảy vào đó rồi. Hoặc là các anh chị dùng cái năng lượng của mình để chảy đến cái kết quả, cái nơi mà các anh chị mong muốn là kết quả, và thì mình sẽ đạt được đúng cái kết quả mình mong muốn các anh chị nha. Nên đó là hãy bắt đầu rèn luyện cho mình cái thói quen mới đi ạ. Đó là hãy luôn luôn tập trung vào những điều tốt đẹp, những cái điều tích cực, sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc. Khi mình tập trung vào điều này thì các anh chị sẽ thu hút nó đến với lại cuộc đời của mình. Còn những cái gì mà các anh chị không mong muốn thì việc của mình đó là mình phải học cái cách lơ, học cách lơ á. Vậy thì như thế nào sẽ là tập trung và như thế nào sẽ là không tập trung? Như này nè các anh chị, đây đây là quy luật vũ trụ nha. Chẳng hạn như trong cái ngày hôm đó các anh chị gặp những cái điều gì tốt đẹp, các anh chị cảm thấy rất là yêu thích. Khi mà mình yêu thích thì sao ạ? Các anh chị có thể cho cảm xúc vào,
Ok, chị có thể rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc cho cảm xúc vào. Còn những cái điều gì mà mình không yêu thích á, thì mình phải học cái cách đó là làm lơ. Làm lơ có nghĩa là mình sẽ không cho cảm xúc gì vào hết. Y chang như là các anh chị trồng một cái cây, mà giờ cái cây đó nó nở ra cái hoa không được thơm. Giờ mình càng chăm sóc mà tưới nước cho cái cây đó thì hoa nó lại càng không thơm. Nên là việc của mình đó là lơ nó thôi, không cần phải làm gì hết, không cần phải tốn công đi đào nó lên hay này kia gì hết trơn. Vì cái anh chị là lơ khi mà nó không có đủ những cái yếu tố, đúng không ạ? Cái sự chăm sóc, cái nước cái anh chị tưới thì cái cây hoa đó từ từ nó sẽ lụi tàn. Đây là luật của vũ trụ. Nên những cái điều mà không mong muốn tới, nếu mà các anh chị làm lơ thì những cái điều đó dần dần nó sẽ lụi tàn theo thời gian. Đúng không ạ? Nó sẽ lụi tàn và nó sẽ được chuyển hóa. Còn mình mà càng cho thêm cái cảm xúc vô á các anh chị, mình suy nghĩ về nó, có nghĩa là mình đã không thích rồi mà mình còn tập trung mình suy nghĩ về nó, mình nói về nó, mình làm về nó, đúng không ạ? Thì có nghĩa là các anh chị đang chăm sóc cái hạt giống đó. Và khi mà mình chăm sóc cái hạt giống đó thì cái hạt giống đó nó sẽ tiếp tục nảy mầm và phát triển, và mình lại tiếp tục thu hút những điều không tích cực tới. Nên Diễm được có một cái Diễm mà sống Diễm lơ hay lắm. Lơ có nghĩa là những cái gì mà mình hành đó là cái điều mình không mong muốn thì thôi mình lơ qua, mình chỉ tập trung những điều mình mong muốn thôi. Nó sẽ giúp cho các anh chị tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc, và cái nguồn năng lượng của mình sẽ đi đến đúng nơi. Hai các chị ha. Ok, nên là cái điều thứ hai chúng ta cùng nhau rèn luyện đó là hãy dùng cái sự tập trung của mình để làm những cái điều tốt đẹp, tích cực và cái kết quả mà các anh chị mong muốn ha. Tiếp theo đó là quy luật thứ ba, quy luật nhất quán. Định nghĩa của quy luật nhất quán các chị là cách mà bạn làm một việc là cách mà bạn làm mọi việc. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Vậy thì Diệp sẽ ví dụ như cái này để cả nhà của mình có thể hiểu được cái quy luật này của vũ trụ. Tại vì á các anh chị, đôi khi á, như Diễm hồi xưa Diễm không có biết. Các anh chị biết không, hồi xưa khi mà Diễm đi học á, mình không hiểu sao nha, hồi xưa là Diễm hay tham gia vào mấy cái chương trình mà ca hát á. Ca hát thi mấy cái chương trình ca hát là nhảy múa ở trường đó. Mà Diễm nói cái chị Diễm không có hiểu sao. Cái lúc mà lên thi lúc nào mình cũng không nhớ bài chứ. Lên hát á, thì hát quên lời, không nhớ lời, mà lên múa á, thì múa hồi là không nhớ động tác, mà mình cũng không hiểu sao á chị. Lúc mà Diễm đi học thì không hiểu sao hết trơn, nhưng mà khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ anh chị thì mình mới hiểu được lý do vì sao. Đây nè các anh chị, lý do nè, cái lúc mà Diễm tập á, tập hát á, tập múa á anh chị, lúc nào bên trong tâm trạng của mình cũng nghĩ như thế này: trời ơi, cái này là tập thôi mà, nên thôi mình tập qua loa thôi, là khi nào mà mình lên á, mình diễn đi thì mình mới diễn nhiệt tình, mà mình mới làm thiệt, này chỉ tập thôi mà. Và với một cái suy nghĩ là sao à, ôi dồi ôi, này chỉ tập thôi, nên là cần chi mà nghiêm túc nữa mà. Tập thì tập hời hợt thôi, và đã đúng như vậy rồi nghe chị. Và khi mà mình tập thì sao ạ? À? Hời hợt. Rèn luyện lại ngày thứ hai tập lại tiếp tục hời hợt, và rèn luyện lại ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, và cuối cùng lên sàn diễn là nó ra đúng kết quả lúc tập luôn. Mình hiểu được cái quy luật nhất quán này là cách bạn làm một việc, các bạn bạn làm mọi việc, thì mới biết được rằng là trời ơi, thì ra và những cái chuyện rất là nhỏ mình tưởng đâu nó không quan trọng, nhưng mà sự thật ra là những cái việc nhỏ đó khi mà được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và khi mà nó đã trở thành cái thói quen của mình rồi thì những cái việc lớn tới là mình cũng sẽ phản xạ y chang. Tại vì cái con người của mình là phản xạ theo thói quen mà. Một cái điều gì đó bất ngờ tới là mình sẽ phản xạ ngay lập tức theo thói quen của mình. Nên là thành ra là cái việc nhỏ mình, cái thái độ, cái cách làm việc của mình như thế nào thì cái việc lớn tới mình cũng y chang như vậy. Xưa Diễm đâu biết đâu, xưa lúc nào mình cũng nói là trời ơi, cái này việc nhỏ mà có ở đâu,
À, khi nào mà việc lớn đi thì mình làm chỉnh chu, mình này này kia kia nọ, còn việc nhỏ thì làm qua loa thôi được rồi. Và cuối cùng là Diễm đã xây dựng cho mình những thói quen không có tốt. À, khi mà Diễm hiểu điều này, bắt đầu mình thay đổi, bắt đầu mình biết rằng là à, những cái thói quen nhỏ của mình rất là nhỏ thôi nhưng chị nha, nhưng khi mà được lặp đi lặp lại nó sẽ làm thành một cái thói quen lớn của mình. Và khi mà nó đã trở thành một thói quen rồi, khi mà chuyện lớn tới là mình sẽ phản xạ theo thói quen. Nên các chị bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất. Nếu mà anh chị nào ở đây, các anh chị mong muốn là mình có một cái sự thay đổi nào đó trong cuộc sống hay là một cái thói quen nào đó chẳng hạn. Ví dụ nè, chẳng hạn như các anh chị nói rằng là các anh chị muốn thay đổi nha, thay đổi một cái thói quen. Một cái thói quen chẳng hạn như là các anh chị muốn phát triển bản thân đi, các anh chị muốn đọc sách mỗi ngày đi, mà trước giờ là mình mỗi ngày mình không có phát triển, bây giờ các anh chị muốn phát triển thì làm sao? Cái thói quen của mình đó là hồi trước giờ không bao giờ đọc, không không bao giờ đọc sách, thì bây giờ các anh chị muốn thay đổi cái thói quen thì Diễm chỉ cho các anh chị cái cách. Các anh chị nhớ quy luật nhất quán nha, cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình hãy bắt đầu thay đổi cho mình từ những thói quen nhỏ trước thôi, những thói quen nhỏ trước các anh chị. Và như khi những thói quen nhỏ này nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp lại, nó sẽ hình thành thói quen. Vậy thì á, mỗi ngày á, các anh chị chỉ cần dở cuốn sách ra, mình đọc một chương thôi, một chương sách thôi, một chương sách chắc khoảng 10 phút 10 phút thôi, không cần nhiều, tại vì đọc nhiều đọc bữa sợ nghỉ luôn. Như Diễm hồi xưa nè, hồi xưa lúc đó mình mới vô câu lạc bộ mình mê quá, mình thấy chỗ đọc sách hay dữ vậy, cái mình ngồi cái chị mình dành đó, tao nói 4-5 tiếng đồng hồ mà đọc sách, sau đó một tháng sau không cầm tới cuốn sách luôn. Bởi vì sao ạ? À, mỗi lần mình nghĩ tới cuốn sách đó, cái mình nói hôm nay mình không đủ thời gian đọc sách, thấy tốn thời gian quá à. Hôm nay mình không đủ thời gian, hôm nay mình rảnh có 1 tiếng, hôm nay mình rảnh có 2 tiếng à, mà hôm bữa mình nhớ là mình đọc tới 4-5 tiếng đồng hồ đọc sách, tốn thời gian lắm và mình không cầm tới luôn nha các chị nha. Nên là thành ra là Diễm chỉ đó, anh chị nào mà muốn thay đổi một cái thói quen nào đó mà trước giờ mình chưa thay đổi được á, hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ trước, những cái điều nhỏ mà dễ làm trước, đúng không ạ? Và mình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái điều dễ đó, thói quen nhỏ mà dễ làm đó, đúng không ạ? Để cho nó trở thành một cái thói quen của mình. Và khi mà nó trở thành một thói quen rồi thì cái việc lớn tới các anh chị sẽ làm nó rất là dễ dàng, cái chuyện có thay đổi đúng không ạ? Những cái thói quen khác nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Được ạ. Có bao nhiêu số các anh chị rõ điều gì chia sẻ comment tôi ạ. Quy luật nhất quán mà. Cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc mà các anh chị. Vậy thì bây giờ mình muốn thay đổi một điều gì đó thì hay sao, tại sao không chọn cái việc nào dễ trước đi? À, cái thói quen nào mà nó gọi là nó nhỏ, nó đơn giản và dễ thay đổi, nó dễ làm trước ha, để mà mình có thể rèn cho mình thói quen. Và điều tiếp theo đó là các anh chị từ những cái việc nhỏ nhất mình cũng phải tập làm cho nó chỉnh chu nhất, từ những cái việc nhỏ nhất mình cũng phải làm cho nó xuất sắc nhất để cho rèn cho mình thành cái thói quen nha, chứ đừng có giống Diễm hồi xưa. Diễm là phải vào môi trường câu lạc bộ Diễm mới học được bài học này mà mình thay đổi đó các anh chị. Nên là từ những cái việc nhỏ nhất bây giờ mình cũng vẫn rất là tập trung mà mình làm rất là chỉnh chu. Tại vì mình biết rằng là cái điều này nó sẽ xây dựng cho mình thành một cái thói quen. Nếu mà các anh chị mong muốn trở thành một cái con người, một cái con người có khả năng chạm tay hóa vàng, có nghĩa là mình làm cái điều gì cũng rất là xuất sắc, tạo ra kết quả lớn nhất, đúng không ạ? Thì từ những cái việc nhỏ các anh chị hãy làm cho nó chỉnh chu nhất, hãy làm cho nó tốt nhất, hãy làm cho nó xuất sắc nhất từ những việc nhỏ, thì các anh chị sẽ bắt đầu xây dựng cho mình thành một cái thói quen, đúng không ạ? Thói quen cho đến khi những cái việc lớn tới ha, thì các anh chị cũng sẽ làm một cách rất là xuất sắc, rất là dễ dàng. Và đây là cái ý đầu tiên của quy luật nhất quán: cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc, nên hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất cũng phải làm cho nó xuất sắc nhất. Và cái ý thứ hai trong cái quy luật nhất quán này nha chị, đó là suy nghĩ, lời nói, hành động của mình cần phải có sự nhất quán. Suy nghĩ, lời nói và hành động của mình cần phải có sự nhất quán. Từ trong ra ngoài nó cần phải có sự nhất quán.
Có nghĩa là sao ạ? Chẳng hạn như trong đầu của các anh chị, cái này là phải rèn luyện đó nha. Cái này là phải rèn luyện nè. Thì mình mới có thể trở thành người thành công được đó anh chị. Thì ý thức và tiềm thức của các anh chị mới có thể hợp nhất là một được. Nếu mà mình không có sự nhất quán á, thì các anh chị sẽ thấy rằng anh chị nào mà mình ứng dụng là hấp dẫn hay tiềm thức á, mình thấy nó bị ngược. Bị ngược là sao? Mình ra quyết định đèn xanh cái nó ra đèn đỏ. Đúng không? Mình ra quyết định trời nắng cái ra trời mưa. Bởi vì là chưa có được cái sự nhất quán từ trong ra ngoài, tiềm thức của mình không hiểu. Nên á, anh chị nào ở đây mà các anh chị mới rèn luyện tiềm thức á, nhà các anh chị mới ứng dụng, mới biết với sức mạnh thức luật hấp dẫn á, thì các anh chị cần phải rèn luyện cái quy luật nhất quán này. Mình phải rèn luyện cái quy luật nhất quán này. Chẳng hạn như khi mà các anh chị đưa ra cho mình một quyết định nào đó, thì mình cần phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Mình phải cần phải hoàn thành cái quyết định đó, chứ không phải là mình nói mình không làm. Nói mình không làm riết á, là nó tạo dựng cho tiềm thức của mình một cái thói quen, đó là mình không có sự nhất quán. Và mình không có sự nhất quán thì không có ai muốn làm việc với mình đâu các anh chị. Các anh chị có muốn làm việc với lại một khách hàng, họ hôm nay họ hứa với các anh chị là họ ký hợp đồng với các anh chị, sau ngày hôm sau cái họ đổi ý không? Khách hàng này các anh chị có muốn gặp không ạ? Hôm nay hứa nhưng mà ngày mai đổi ý. Không, vậy thì các anh chị mong muốn thu hút một cái người khách hàng như thế nào? Các anh chị có mong muốn thu hút một cái người khách hàng họ nhất quán không? Họ nói mua là họ mua không các anh chị? Họ nói họ chuyển tiền là họ chuyển tiền không ạ? Họ hẹn các anh chị là ngày đó giờ đó họ đi chơi với các anh chị, là ngày đó họ đã giờ ra, họ ra. Họ hẹn là họ gặp mặt các anh chị là giờ đó họ ra. Các anh chị có mong muốn thu hút một người khách hàng tuyệt vời vậy không ạ? Nhất quán, cái người nhất quán. Là nói ok là ok đó. Vậy thì để mà các anh chị có thể thu hút được những con người tuyệt vời đó thì lấy cái gì thu hút đây? Thì mình phải trở thành cái con người đó, mình mới thu hút được người đó chứ các anh chị. Chứ giờ mình kẹo kẹo đâu mà mình không có sự nhất quán nên làm sao mình thu hút được người nhất quán được. Người nhất quán họ sẽ không bao giờ hợp tác với lại những người không nhất quán đâu các anh chị, tại vì họ vừa gặp một cái là họ thấy không giống mình rồi họ lo họ chạy luôn. Mình phải là cái người trở thành người nhất quán trước thì mình mới thu hút được những con người nhất quán được. Nói chung á, là Diễm mà làm việc với những anh chị nào mà không nhất quán Diễm sợ lắm. Mình ớn lạnh trong người lắm. Có nghĩa là đổi ý là sành sạch sành sạch sành sạch rồi. Là hôm nay mới nói này cái ngày mai đổi ý liền. Hôm nay nói đi nha, đi không? Ok đi, cái ngày mai không đi, đổi ý liền. Và mình rất sợ làm việc những con người này luôn. Và giờ bảo đảm với các anh chị nếu mình không có sự nhất quán như vậy thì làm sao mình có thành công lớn được. Mình chỉ có thành công qua ngày thôi, có tiền sống qua ngày thôi. Đấy chị nha, nên là để mình có thể trở thành người thành công, để mà các anh chị có thể đạt được những mục tiêu của các anh chị mình đặt ra cho năm 2024. Thì mình cần phải rèn luyện cho mình trở thành một cái con người có được sự nhất quán. Nhất quán ở đây có nghĩa là một khi mà các anh chị đặt bút viết xuống cho mình những mục tiêu cho năm 2024 thì các anh chị cần phải biến những cái điều đó trở thành sự thật. Từ bên đầu đầu tiên là nó nằm trong bên trong suy nghĩ của mình. Và sau đó nó sẽ chuyển hóa thành cái cảm xúc của mình, nó dẫn tới hành động của mình và nó tạo ra cái kết quả. Các anh chị đã không đặt bút xuống viết mục tiêu thì thôi, nhưng mà nếu mà đã đặt mặt mặt bút xuống rồi thì nó phải trở thành sự thật. Và mình phải rèn luyện cho mình trở thành một con người có được cái sự nhất quán thì các anh chị mới có thể thu hút được những cái gọi là những con người nhất quán đến với cuộc đời của mình được. Nên để mà các anh chị có thể thành công trong cái cuộc sống thì mình cũng phải rèn luyện cho mình trở thành con người có sự nhất quán nha các anh chị ha. Nhất quán từ trong suy nghĩ cho đến cái kết quả. Ok, tiếp theo quy luật thứ tư các anh chị, đó là quy luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn thì Diễm nghĩ rằng là có rất là nhiều anh chị ở đây mình cũng đã biết rồi đúng không ạ? Luật hấp dẫn có nghĩa là sao ạ? Những cái gì giống nhau, cái gì giống nhau thì sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Cái gì giống nhau sẽ hấp dẫn nhau. Những cái người mà giống nhau trong suy nghĩ thì họ hay, cái chị để ý nha, hồi xưa mình đi học á, những cái bạn mà học sinh quậy 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 á,
hay chơi chung với nhau lắm. Mỗi lần mà ra chơi cái là tao nói kéo nhau dí đánh đùng 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 đâu à. Còn những học sinh mà giỏi các chị hay chơi chung với nhau. Mấy bạn quậy 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 hay chơi chung với nhau. Mấy anh nào mà thích nhậu cũng hay chơi chung với nhau. Rồi còn mấy anh chị nào thích đọc sách thì đang ngồi trong Zoom. Đây là cái khi mà mình để ý trong cuộc sống thì các chị sẽ thấy rằng là những cái gì giống nhau thì nó sẽ thu hút lẫn nhau. Này các chị à, và đây là một trong những cái quy luật của vũ trụ. Khi mà mình là người như thế nào thì mình sẽ hấp dẫn người như vậy đến với cuộc đời của mình. Nên là khi mà các anh chị muốn hấp dẫn người khác thì mình cần phải thay đổi bên trong của mình trước. Ví dụ nè, Diễm hay nghe các chị nói lắm, mà mỗi lần các chị ngồi lại là nghe nè: trời ơi, mẹ chồng của tôi thế này, mẹ chồng của tôi thế kia, chị dâu của tôi thế này, chồng của tôi thế kia. Trời ơi, ngồi xuống một cái là nó bàn tán toàn chuyện chồng con rồi kia không, mà toàn là bắt là người ta thay đổi không, mà nói người ta kỳ này kỳ nọ không mà cái gì. Kỳ này kỳ nọ đúng không ạ? Mà chị hỏi các anh chị nè, luật hấp dẫn bảo rằng những gì giống nhau hút nhau. Giờ nếu như cái sự kiện đó, cái con người đó đang được thu hút đến với cuộc đời của mình thì cái nguồn gốc nó đến từ đâu? Còn nếu mà không giống nhau là không hút nhau được. Vậy bây giờ đã hút nhau được rồi thì nguồn gốc đến từ đâu? Có phải nguồn gốc đến từ mình không? Những cái gì giống nhau hút nhau mà. Giờ mình cứ bắt là người này thay đổi, người kia thay đổi. Nhưng mà Diễm hỏi các anh chị nè, mọi mọi thứ xung quanh mình chỉ thay đổi khi mà ai thay đổi ạ? À? Khi ai thay đổi ạ? À? Khi ta thay đổi. Ta thay đổi thì đời thay đổi. Luật hấp dẫn. Bây giờ nếu như mà các anh chị mong muốn là thay đổi cái hoàn cảnh bên ngoài thì chỉ có duy nhất một thứ thôi các anh chị. Duy nhất một thứ giúp cho các anh chị để thay đổi được cái tình trạng bên ngoài nào, đó là mình phải thay đổi bên trong chính mình thôi. Các anh chị thử nhìn lại cuộc đời của mình xem. Cuộc đời của mình nè, hồi trước giờ mình bắt bao nhiêu người thay đổi rồi, nhưng mà cuối cùng có ai thay đổi đâu. Cuối cùng mình tự làm cho mình cảm thấy không vui, không hạnh phúc, không thoải mái, vì vì chả ai thay đổi hết. Mình không bắt ai thay đổi được hết các anh chị. Họ phải là cái người tự đưa ra quyết định cái sự thay đổi thì họ mới có sự thay đổi thôi. Còn bây giờ nếu như mà mình muốn là cái sự kiện bên ngoài của mình về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ nó có một cái sự thay đổi nào đó đúng không ạ, thì mình phải quay vào bên trong, phải hiểu luật hấp dẫn. Đó là những cái gì giống nhau sẽ thu hút lẫn nhau. Nên là để mà mình muốn thu hút những cái điều tốt đẹp bên ngoài thì bên trong của mình phải có nè. Bây giờ cái chị muốn thu hút ong bướm thì mình dùng cái gì thu hút ạ? Giờ mình muốn thu hút ruồi muỗi à, kiến à, mình dùng cái gì mình thu hút ạ? Giờ mình dùng rác mà mình đòi thu hút bướm tới, là ong bướm có tới không nghe chị? Bướm mà bướm bay, bướm rất đẹp, rất chanh xả đúng không ạ? Bướm khá kiêu sa. Giờ dùng rác kêu bướm tới không ạ? Dùng rác còn không có con bướm nào tới hết trơn. Vậy thì bây giờ chúng hỏi là cái khu vườn của các anh chị mà giờ ruồi muỗi kiến nó tới là giờ do ai? Do con kiến hay là mình phải kiểm tra khu vườn của mình, hay là mình đổ thừa cho con kiến? Con kiến không tự động tới đâu nghe chị, phải có cái gì hấp dẫn lắm nó mới tới. Giờ khu vườn của mình mà bướm tới, đổ thừa cho con bướm. Dạ, khu vườn của mình phải có một cái mùi thơm gì đó từ hoa đúng không ạ? Thì bướm mới tới. Mình phải kiểm tra khu vườn của mình chứ. Vậy thì bây giờ nếu như bây giờ khu vườn của mình toàn là mấy cái con gì không mà mình không có thích. Mình không có thích mấy con ruồi ruồi muỗi kiến đó. Giờ mình muốn thu hút bướm thì mình phải làm gì đây? Cái chị comment tiếp Diễm ạ. Giờ khu vườn của mình giờ chưa có bướm, giờ muốn thu hút ông bướm tới thì mình làm gì ạ? Mình làm gì trước khi mình trồng hoa thì mình phải làm gì cái khu vườn của mình các anh chị? Chẳng lẽ giờ cầm cầm cái hạt giống quăng xuống đúng không? À, cuốc cỏ không, dọn à, dọn dẹp à, sau đó là sao à,
rồi dọn sạch cỏ dại các thứ, sau đó mình mới bắt đầu chọn hạt giống và cái chị gieo trồng. Cũng giống như vậy, bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mong muốn thu hút sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc? Comment tôi giúp Diễm ạ. Đó là những cái kết quả. Các anh chị cứ tưởng tượng cái sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc đó là những con bướm đi. À, chỗ dễ, đang so sánh chỗ dễ. Vậy thì bây giờ mình muốn thu hút cái sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, mình cần phải làm gì trước ạ? À? Có phải mình đi chạy theo để bắt mấy con bướm không? Quăng vô khu vườn mình, bắt bắt nó quăng vô. Quăng nó vô xong cái nó bay đi, quăng nó vô nó bay đi. Các chị hiểu lý do vì sao chưa? Hiểu lý do vì sao mà mình làm có tiền rồi lại không có tiền? Mình làm có tài sản rồi lại không có tài sản. Lúc này lúc kia không giữ được tiền luôn. Thì đi bắt bướm xong cái quăng vô khu vườn. Cái khu vườn nó bướm nó bay đi mất tiêu, cái đi lọ lo sao mà. Tối ngày là tôi cài, vừa cài chăm chỉ cần mẫn vất vả, một số cái chị cài 30 năm rồi, 40 năm rồi, 50 năm cuộc đời, mà bây giờ mình thấy không có con bướm nào đậu lại hết, tại cái vườn có hoa đâu, vườn có mật hoa đâu mà bướm nó buông, đúng không nghe chị? Nên là việc của mình nghe chị nha. Vậy thì những cái mục tiêu năm 2024 của các anh chị nó là những cái kết quả. À, việc của mình đó là đây, trong những cái ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết ta, đúng không ạ? À, chúng ta cần phải quay vào bên trong, quay vào bên trong cái khu vườn tiềm thức của mình, dọn dẹp lại, dọn dẹp lại, xem những cái gì mà nó là rác thì dùng. À, dọn dẹp những cái suy nghĩ lại cái chị, cho nó ngăn nắp đi, những cái gì mà gọi là niềm tin thì nó không đúng không sai nha, chỉ có một cái là nó tạo ra cái kết quả gì mà thôi. Nếu mà các anh chị thấy rằng là những cái niềm tin của mình hiện tại mà nó đang thu hút những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình, thì việc của mình bây giờ phải quay vào bên trong để dọn dẹp cái khu vườn của mình lại. Mình phải buông bỏ bớt đi. Phải học cách buông bỏ đó. Buông bỏ những cái gì ạ? À? Buông bỏ những cái suy nghĩ, những niềm tin không có tích cực. Buông bỏ những cái điều gì mà nó đang khiến cho các anh chị nó đang ngăn cản mình tiến tới sự thành công. Mình phải dọn bỏ bớt đi thì mình mới có thể trồng thêm những cái điều tốt đẹp vào. Bắt đầu là sao à? Mình hãy chọn cho mình những cái hạt giống của sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc. Hạt giống đó là cái gì? Đó là những cái suy nghĩ, những cái niềm tin của người thành công, giàu có. Trong những cái ngày tiếp theo thì Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị, và chúng ta cần phải cài đặt, có nghĩa cần phải gieo trồng những cái hạt giống nào mà mình vào bên trong cái khu vườn tiềm thức của mình, để giúp cho các anh chị có được cái quả là thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc. Bao nhiêu số các anh chị rất là mong muốn có những cái hạt giống này, comment tôi ạ. À. Diễm nói với các anh chị nè, bây giờ mình nói mình dọn dẹp trong cái khu vườn của mình đúng không? À, giờ giờ làm sao, cách nào để dọn dẹp đây? Thì chủ nhật này các anh chị, à, trong nhóm rèn luyện thân tâm trí, Diễm sẽ giúp cho các anh chị làm một cái quy trình nha các anh chị nha. À, cái quy trình này á, nó sẽ giúp cho các anh chị có thể là từ quá khứ cho đến hiện nay, à, mình từng trải qua những cái sự kiện nào đó trong cuộc đời mà nó để lại cho mình những cái điểm chưa sáng trong quá khứ. Những cái điểm chưa sáng nghĩa là mỗi lần mình nghĩ về á, là mình cảm thấy rất là sợ hãi, mình không có vui, mình không có hạnh phúc, mình có những cái cảm xúc nó cứ rất là cao trào, nó xuất hiện ở bên trong cái cơ thể của mình, nó làm cho mình không có thoải mái. À, và các anh chị rất là mong muốn và làm sao để có thể là loại bỏ những cái điều đó đi. Tại vì Diễm nói với các anh chị nè, Diễm ví dụ nha, chẳng hạn như tại sao có rất là nhiều anh chị vẫn có thể là họ cũng tuổi tuổi cũng có rồi mà vẫn chưa tìm được một nửa cuộc đời của mình. Nào, chưa họ chưa có họ chưa tìm ra được một nửa cuộc đời của mình ha. Khi mà Diễm nói chuyện với một số anh chị thì Diễm mới phát hiện ra rằng đó là vì trong quá khứ ấy chị, vì trong quá khứ họ đã từng trải qua là một số những cái mối tình và nó đã để lại cho họ những cái điểm chưa có sáng lắm, rồi những cái niềm tin không có được tốt đẹp tích cực lắm, à, và làm cho họ cảm thấy sợ hãi mỗi lần nhắc tới cái chuyện mà yêu đương các thứ, là rồi tôi nói nó hơi bị ớn trong người đó, à, và khiến cho họ là không không dám đưa ra cho mình một cái quyết định,
và để mà có thể có được một cái gọi là một cái tình yêu thật sự. Chị ví dụ như vậy nghe chị ha. Hoặc là một số cái anh chị là trong cái cuộc sống của mình hồi trước đây mình đã từng kinh doanh là mình không thành công đúng mà, hoặc là có ai đó xuất hiện và làm cái gì đó trong cuộc đời của mình và mỗi lần mình nghĩ tới những cái điều đó mình cảm thấy là nó không có tích cực á. À, thì chủ nhật này ha, cái quy trình này Diệp sẽ giúp cho các anh chị chúng ta sẽ hòa giải được với lại bản thân của mình. À, mình sẽ chữa lành cái đứa trẻ ở bên trong cái con người của mình. Nghe chị, mình phải làm sạch hết nghe chị nha. À, để giúp cho nghe chị, để giúp cho sao cái khu vườn của mình đất của nó rất là tươi tốt đúng không ạ? Để chúng ta có thể gieo trồng những cái hạt giống của sự thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Và anh chị nào ở đây nếu như trong cái cuộc sống của mình ngay đến thời điểm hiện tại này các anh chị cảm thấy mình không có hạnh phúc, mình chưa có được cái niềm vui trong cái cuộc sống này, thì quy trình ngày chủ nhật này sẽ giúp cho các anh chị chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc ngay ở hiện tại này và cực kỳ trọn vẹn được cuộc sống luôn. Có nghĩa là mình vừa thành công, khỏe mạnh, mình vừa vui vẻ, mình vừa hạnh phúc, và buông bỏ những thứ cần buông bỏ và mình còn phải cài đặt lại cho mình và làm sao để là các anh chị luôn có được cái sự hạnh phúc ở bên trong tâm của mình. Khi mình có được cái sự bình an, mình có được cái niềm vui, mình có được cái sự hạnh phúc, à, thì nó là cái nền tảng để giúp cho các anh chị có thể là mình sẽ tiến ở gần hơn với mục tiêu trong cuộc đời của mình. Và cái quy trình này là lần đầu tiên trong cuộc đời được ạ, lần đầu tiên Diễm cho các anh chị làm. Diễm cũng suy nghĩ rất là kỹ rồi, Diễm cũng đã hỏi người thầy của mình là doanh nhân Trịnh Huy rồi, nên là Diễm có nên làm không, làm cho các anh chị không, bởi vì cái quy trình này nó hay lắm, cái quy trình này nó chuyển hóa cực nhanh luôn. Đó, vì cái chị biết không, hồi xưa á Diễm đã từng là một cái cô gái là mình khi mà mỗi lần mình nhìn vào gương á nha, lúc nào mình cũng nói là sao ạ, rồi sao mình không đủ tốt vậy, sao mình không có đủ giỏi vậy, sao mình làm không được cái này, mình làm không được cái kia, sao trước giờ mình làm cái gì mình cũng làm không được hết, và nó khiến cho bên bên trong của Diễm nó không có được cái sự tự tin, mình không có vui, thật sự mình không có vui sống, mình không có chuyển hóa được nó nghe chị. À, cho đến khi Diễm làm cái quy trình này, Diễm được làm cái quy trình này. À, khi mà Diễm làm cái quy trình này xong thì cái trời ơi, Diễm nói với anh chị là lần đầu tiên trong cuộc đời mình có được cái niềm hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc lắm, mình có được cái sự yên tâm, có được niềm vui, có được hạnh phúc. Đúng mà, và mình có được cái sự tự tin để mình có thể tiến lên phía trước, coi như là gỡ bỏ đi hết những cái thứ cần buông bỏ là mình bỏ hết. À, một cái mảnh đất cực kỳ màu mỡ đúng mà, để chúng ta có thể cài đặt lại cho mình những cái hạt giống của sự thành công. Nên là chủ nhật này trong nhóm luyện thân tâm trí thì Diễm sẽ giúp cho các anh chị làm cái quy trình này. Diễm tin rằng là quy trình này là cái quy trình mà rất là cần mà cho tất cả các anh chị ở đây, làm sao để mình có thể tháo ra hết những cái gì đang giới hạn mình lại, mình có được một cái bước đà thật là mạnh mẽ trong năm 2024 này để chúng ta đạt được những cái thành công các chị nha. Và có bao nhiêu số các anh chị đã định rằng là chủ nhật này các anh chị tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí để cùng Diễm làm cái quy trình hòa giải với bản thân của mình, chữa lành đứa trẻ bên trong của mình để các chị comment tôi ạ. Giờ Diễm hỏi các anh chị, linh hồn với thể xác của mình hai người là đối tác của nhau, là đối tác đó, linh hồn và thể xác, ý thức và tiềm thức đó, là đối tác của nhau. À, bây giờ hai cái đối tác này không hòa hợp thì làm sao mà đi? Người thì đầu đi bên trái, người đầu đi bên phải, còn người thì muốn tôi muốn cuộc sống thành công và giàu có, còn người thì kéo lại, hồi ghê lắm, không được đâu, có làm được đâu, mày nhớ không, hồi xưa không có làm được đâu, nó ghê lắm, đừng có đi, nó cứ giật về sau đi rồi sao mà đi nhanh được nghe chị. Nên là bây giờ việc của mình nó cứ giật 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 thì là không được, mình cần phải hòa hợp đúng không ạ, hòa hợp cái linh hồn và thể xác của mình lại, hòa hợp ý thức và tiềm thức của mình lại, hợp nhất là một. Khi mà đã hợp nhất là một rồi thì cả hai cùng tiến. Trời ơi, Diễm nói các anh chị đi cực nhanh luôn. Và cái quy trình này sẽ giúp cho các anh chị làm được điều này. Nha, nên là Diễm rất là mong tất cả các anh chị ở đây trong cái buổi Zoom này, các anh chị đều có cái cơ hội để mà mình có thể tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ chúng ta chủ nhật tuần này, để Diễm có thể giúp cho các anh chị làm cái quy trình này. Từ đây về sau các anh chị có niềm vui và hạnh phúc trong cái cuộc sống mà thật sự có được cái sự yên tâm, biết yêu thương bản thân của mình đúng cách,
Rồi, yêu thương những cái con người xung quanh của mình đúng cách. Mối quan hệ là tiền tệ mà các anh chị. Khi mà các anh chị biết cách xây dựng mối quan hệ với chính mình, biết cách xây dựng với mối quan hệ với những cái người xung quanh mình, thì Diệu nói với các anh chị rằng là các anh chị đi cực nhanh luôn nha các anh chị nha. Và cái quy trình này thì Diệm sẽ không có chia sẻ hết đâu, nên không có cái gọi số lượng có hạn đó, nên là thành ra là nếu mà anh chị nào mà mình đã tham gia nhóm nhóm này để thân tâm trí thì các anh chị sẽ được làm quy trình này. À, hôm nay là ngày thứ thứ năm rồi, chỉ còn thứ sáu thứ bảy thôi, và tất nhiên là Zoom của câu lạc bộ cũng có hạn, nên là thành ra Diệm chỉ nhận thêm 100 anh chị nữa thôi ha. Mà Zoom có câu lạc bộ hiện tại các anh chị là 5 Zoom, 5 Zoom cộng lại là tầm khoảng hơn gần 3.000 anh chị. Nên anh chị nào ở đây mà chúng ta thực sự khao khát muốn thay đổi cuộc sống thì các anh chị có thể liên hệ trưởng nhóm của mình để mà các anh chị hỏi điều kiện để mình tham gia nha các anh chị nha. Ok, Diễm vẫn còn một phần tiếp theo, đó là những cái quy luật tiếp theo và Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị trong buổi tối ngày mai. Là buổi tối ngày mai thì đầu tiên đó là Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị những quy luật còn lại. Là cái phần tiếp theo đó là Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái hạt giống. Là những cái hạt giống nào là hạt giống có sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc ha, để mình có thể gieo vào trong khu vườn của mình. Đúng không ạ? Nên là buổi ngày mai rất là hay, rất là tuyệt vời nha. Diễm mong rằng là các anh chị hãy giới thiệu thêm thật là nhiều những người thân, những người bạn cũng những người đồng đội của mình là chúng ta tham gia vào Zoom ha, để chúng ta cùng nhau có năm 2024 là năm cực kỳ thành công và thịnh vượng của mình, đúng không ạ? Bao nhiêu số các anh chị đã quyết định đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ có năm 2024 là năm thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc của mình, của gia đình của mình và đại gia tộc của mình, thì các anh chị comment tôi ạ. Rồi, cảm ơn các chị rất nhiều. Hẹn gặp cả nhà của mình trong buổi Zoom tối ngày mai và trong cái buổi Zoom sáng sáng ngày mai 4:30 câu lạc bộ ha. Cảm ơn các chị. Hẹn gặp lại các chị ạ. À, xin chào cả nhà. Rồi các anh chị ơi, hôm nay kiến thức có hay không ạ? Các anh chị ơi, chúng ta hãy comment cảm ơn, những lời cảm ơn doanh nhân Nguyễn Diễm xinh đẹp của chúng ta nhé. Hôm nay chia sẻ những cái bí kíp siêu tuyệt vời luôn các anh chị. Và Thư cũng rất là biết ơn doanh nhân Nguyễn Diễm đã chia sẻ những cái kiến thức này. Nhờ những cái kiến thức này mà Thư biết mình sẽ thay đổi cái gì để đạt được những cái điều mình muốn nhé các anh chị ơi. Rồi, bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là mình sẽ là cái người gọi là bậc thầy thấu hiểu những cái quy luật vũ trụ và áp dụng trong cuộc sống của mình để thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc thì comment tôi được không ạ? Anh chị có muốn không ạ? Rồi, tuyệt vời quá. Vậy thì bây giờ chúng ta dành ra khoảng 30 phút nữa để chúng ta cùng thiết kế cho cái ngày thành công của chúng ta nhé các anh chị ơi. Ngày mai sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ đây ạ. Rồi các anh chị ơi, chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Các anh chị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi thì chúng ta, các anh chị có cần 30 giây để chúng ta đứng dậy lấy nước uống không các anh chị? Rồi, sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dành 30 phút ra để chúng ta viết lại cái nhật ký thành công trước khi làm vào ngày mai nha các anh chị ơi. Rồi, bây giờ Thư sẽ chia sẻ cái màn hình nha. Hãy subscribe